Sau một đêm thì chúng ta sẽ lấy quần bò ra từ ngăn đá các bạn. Nó bắt cái gỗ này. Nó cắt cắt cái lạnh không? Có trở xong ngăn đá rồi. Sau đó chúng ta sẽ mang cái phần bò này chúng ta ngâm vào dầu nước lạnh, và chúng ta lưu ý là sẽ cho một ít muối trắng vào. Hai thìa muối trắng. Chúng ta pha đều cho tan muối. Và chúng ta ngâm nước muối này khoảng 1 đến 2 tiếng. Sau đó chúng ta sẽ phơi khô. Xả thêm một lần nước nữa. Chúng ta lưu ý là xả thêm một lần nước nữa để cho nó hết nước muối đi. Và sau đó sẽ vắt sạch và phơi khô. Và như vậy chúng ta sẽ giữ được một cái quần bò rất là bền màu, màu nó không bị bạc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.